Bạn có 27 tuần một lần bị lưu cho đặt Sirocet 400. Từ lúc có thai tới giờ, đọc thấy thuốc có tác dụng là nam nữ hóa dị tật. Thấy lo nên có tiếp tục hay không? Thì như vậy các bạn, tất cả các loại thuốc thì theo khuyến cáo đều có tác dụng phụ. Tuy nhiên thì tùy theo hướng dẫn sử dụng và cái chỉ định của các bác sĩ. Chúng ta lo sợ cái việc mà nam nữ hóa. Cái này thì nó xảy ra tỷ lệ rất là ít các bạn ha, nó không có nhiều. Hầu như là tới hiện tại bây giờ thì bác sĩ Nhật cũng không có thấy hiện tượng này xảy ra cho các bạn. Tuy nhiên rằng là việc sử dụng đúng chỉ định thì nó vẫn phù hợp hơn cho các bạn ha.